Tháng 7, tháng 8 đến tháng 9 hàng năm là thời điểm bắt đầu của mùa mưa bão. Đặc biệt là miền Bắc và miền Trung, nơi thường xuyên gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề. Gió to kèm theo mưa nặng hạt, thậm chí có mưa đá, xoáy lốc là nỗi lo lắng của nhiều gia đình. Vì vậy, tự trang bị cho căn nhà mình một bộ cửa vững chắc, bền bỉ trước gió bão là điều hết sức cần thiết mà bạn hoàn toàn có thể làm được. Không thể phủ nhận, một bộ cửa tốt sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ ngôi nhà vào mùa mưa bão. Có thể thấy, dòng cửa cuốn chuyên dụng tránh bão sẽ là lựa chọn tối ưu cho những gia đình nằm trong khu vực thường xuyên bị bão gái thăm. Yêu cầu số 1 đối với các dòng cửa chuyên dụng chống bão đó là sự vững chắc. Với dòng cửa cuốn chống bão của Quang Đo, thân cửa được chế tạo từ các nan nhôm hợp kim kết cấu hai lớp. Cùng với đó là các bộ phận, dây dẫn hướng và bọ bịt đầu nan, được thiết kế đặc biệt, đảm bảo thân cửa không bị tuột khỏi dây khi có lực tác động mạnh như mưa gió. Chất liệu nhôm hợp kim có độ bền cao, đồng thời sẽ giúp cách âm, cách nhiệt cho gia đình an tâm hơn trong mùa mưa bão. Ngoài việc vững chắc, dòng cửa cuốn chống bão cũng có hệ sơn màu và lớp phủ bảo vệ đặc biệt cho tuổi thọ của lớp sơn lên đến hơn 10 năm mà không bị bay màu hay lão hóa. Khi trời mưa bão, một chiếc cửa cuốn không an toàn, rất có thể sẽ bị sét đánh, thân cửa bật khỏi đường dây, thậm chí đổ sập cả bộ cửa. Bởi vậy, lựa chọn lắp đặt cửa cuốn có khả năng chống chịu gió bão là vô cùng cần thiết có thể nói sử dụng cửa cuốn chống bão sẽ góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an toàn cho những gia đình nằm trong khu vực hay phải đối mặt với những cơn bão hàng năm. Hy vọng sản phẩm này của Quanor sẽ mang đến sự thoải mái và an tâm tuyệt đối cho các gia đình. Với cửa cuốn Quanor, gia đình bạn hoàn toàn yên tâm về khả năng chống bão của bộ cửa, bởi sản phẩm được sản xuất đồng bộ tại nhà máy với những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. ưu điểm của việc lắp đặt cửa cuốn đồng bộ. Đó là các chi tiết cửa cuốn được ghép đối kín, chắc chắn, giúp cửa hoạt động bền bỉ, ổn định, hạn chế tối đa sự xâm nhập của nước mưa vào bên trong trục lô cuốn và hộp kỹ thuật. Ngoài sản phẩm cửa cuốn thông dụng, bạn có thể lựa chọn đặc biệt dòng sản phẩm cửa cuốn quang đo cho những công trình có kích thước cửa lớn tại những vùng có cường độ gió giật mạnh cấp 12 trong mùa mưa bão do thân cửa được chế tạo đặc biệt từ các nan nhôm hợp kim chắc chắn kết cấu hai lớp có độ dày lên tới 1,5 mm. Ngoài ra, các chi tiết khác như dây dẫn hướng, bộ bịt đầu nan của cửa cuốn chống bão cũng đáp ứng đầy các tiêu chí chống lực tác động mạnh. Để có thêm những tư vấn chi tiết hơn, bạn có thể liên hệ tới hotline 0931 911 368. Chúng tôi sẽ giúp bạn có được bộ cửa cuốn chống bão an toàn nhất. Bạn đừng quên đăng ký kênh để được theo dõi nhiều video hữu ích về cửa cuốn xin cảm ơn và hẹn gặp lại